đó lên nhóm qua rồi đó. Nhóm lên ba lên này hở nè. Động vô. Để nhóm lên mình coi để mình biết. Bỏ cái máy ra à. Cầm bớt con máy ra. À, thầy Lục Linh chào anh em nha. Đấy. Cười đi, cười lên. Nhà đang nào? Rồi, ok. À đây. Máy này đéo thua rồi. Máy này đéo ăn thua rồi. Rồi. Ok rồi, đẹp. Vẫn đang quay đây mà. Nhìn là nó biết 381 rồi. À. Ô, con này 382. Không 66 đây. À đâu kia trên kia. 34 cái máy rồi. Độc máy không cả trăm chai rồi. Cưa này một cưa máy nhỏ 250. Trên cưa máy. Dòng dính vô rột giữa nè. Cưa mười mấy cây trong của trong. Em cưa hai mặt em không? Là mặt trên là dưới là nó dính là giữa. Nó dính nhưng mà nó vẫn dở được. Dở được nhưng mà nó nặng lắm. Cây nó nặng sẵn. Lôi đi, không có đứt dây đâu, dây này là không được. Mà lan rỉ không bao giờ đứt, máy cài rỉ rồi đứt. Đến đang ở bên đây nuôi phụ lại kêu chạy ra đây. Máy cài sợ đứt rồi chứ còn mà lan rồi lôi không đứt đâu. Ta đang búng dây, dừng nhá. Xong rồi. Ôi giời ơi, mẹ mày đẹp quá. Mà lấy gì đó mà. Cho nó phải rút từ qua đi. À, thầy Ngọc Linh chào anh em đây. Nó còn dắt cái tí ở đây này. Đó dính giữa. Thầy nói thì cứ cãi đi. Cãi đứt rồi nó còn dính luôn. Thầy Ngọc Linh chào anh em nhé. Thầy Ngọc Linh này dính đây luôn. Ừ. Nãy có quay được khúc độ. Có chứ. Hay vậy. Tại chụp hình đi chào anh em đi. Đây không chú. Không là đứt cái điện không? Đo rồi mà nói là tới đó. À, không cưa cây này nó dạt qua liền. Rồi. Chiến vào chụp hình mấy anh em coi. Phát nữa hả? Thấy nó giật gì đây luôn nè, mà nó nặng quá nó không về nổi không? Nó nghiêng gì đây một cái. Cái lúc về nó rút dây ra luôn mà. Nhiều kiểu rồi. Tại vì ba thằng mà kéo ba lan rồi bứt dây luôn, chịu không nổi đâu. Nó dính ở giữa sao mà kéo nổi? Cái nó lên thiếu cho con nắng. Ừ, rồi đúng rồi. Kéo lên mới thấy mặt. Đúng rồi, vậy đó, vậy mới thấy mặt. Mình kêu chưa đứt thật, kêu đứt rồi. Rồi. Không tháo được đấy. Rồi. Mấy anh chồng đứng. Rồi đứng im vậy. Má gần quá nó to quá mà nó gần quá nó ấy. Bác bầu kéo sang đây rồi chạy vỏ đi kìa. Mất bao nhiêu.